Kỳ án về Daniel, bộ xương khô nằm trong tủ quần áo. Sự thật sau 6 năm bị che giấu. Vào năm 2007, Daniel Burroughs đã bị biến mất một cách đầy bí ẩn. Nhiều nghi ngờ sau đó đã được đặt ra, nhưng đều đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, tội ác của kẻ sát nhân sau đó đã được đưa ra ánh sáng, bởi vì một hành động kỳ quái, đó là luôn mang theo bộ hài cốt của nạn nhân. Vậy kẻ sát nhân thực sự là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ án Thế kỷ. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video này bổ ích, thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Khi Loretta Burroughs và Daniel Burroughs gặp nhau lần đầu vào những năm 1960, cả hai lúc này vẫn còn khá trẻ. Họ đang là những cô cậu học trò của một trường trung học. Hai người đã có một thời gian dài hẹn hò trước khi cuộc đời đưa họ đi theo con đường riêng. Vào nhiều năm sau thì hai người mới có dịp để quay về bên nhau. Daniel và Loretta đều được mô tả là những người vô cùng ngọt ngào và tốt bụng. Cả hai đã từng kết hôn và đều ly hôn vào những năm 1970. Loretta sau đó đã tái hôn, nhưng chồng của cô lại qua đời vào tháng 2 năm 1994. Sau đó, Daniel và Loretta đã nối lại quan hệ. Họ đã chính thức kết hôn vào năm 1997, sau 3 năm hẹn hò. Cả hai đều đã có con từ cuộc hôn nhân trước. Loretta thậm chí còn có 4 đứa cháu. Mọi chuyện có vẻ tuyệt vời khi cặp đôi này đã sống cùng nhau ở Mays Landing, bang New Jersey, Mỹ. Daniel thích làm việc với những chiếc ô tô và thường sửa chữa miễn phí cho nhiều người xung quanh. Anh hiện không có công việc ổn định, chỉ làm những việc phụ hoặc theo hỗ trợ dự án. Nhưng rồi, sau nhiều năm trôi qua, thì mọi thứ giữa hai người đã diễn ra không hề suôn sẻ như vẻ bề ngoài. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2007, Loretta đã thông báo rằng Daniel đã bỏ đi cùng với một người phụ nữ tóc vàng trẻ tuổi. Người này đã tới đón anh trên chiếc xe Hummer màu vàng, có mang biển số Florida, Mỹ. Khi có bất kỳ ai hỏi về chuyện này, thì Loretta đều nói đó là một cô hầu bàn đến từ Florida. Hai vợ chồng của cô đã từng gặp người phụ nữ này tại một nhà hàng khi họ đang đi nghỉ. Trong suốt kỳ nghỉ thì họ đã ăn ở đó hầu như mỗi ngày vì Daniel muốn quay lại. Khi cả hai trở về nhà thì Loretta lại tiếp tục đi nghỉ cùng với gia đình của con gái. Vào thời điểm quay lại, cô thấy Daniel đang ngồi trên xe với người phụ nữ kia. Anh cho biết rằng bản thân sẽ rời đi Florida cùng với cô hầu bạn. Theo Loretta, Daniel từ lâu đã muốn chuyển đến và nghỉ hưu ở Florida. Loretta lại đang sống gần với người thân của mình, nên cô không muốn rời đến một nơi khác. Hai quan điểm khác nhau này đã khiến cho vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi chồng đã chuyển đi, thì Loretta đã quyết định bán hết đồ đạc của anh, với lời giải thích là không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của chồng cũ. Điều đó khiến cho một trong những người bạn của Daniel cảm thấy nghi ngờ, vì người này biết rằng Daniel rất yêu thích những món đồ đó. Cả gia đình của Daniel, đặc biệt là người em cùng cha khác mẹ, tên là Raymond Wantorsik, cũng không tin vào câu chuyện của chị dâu. Daniel dù đã chuyển đi, nhưng vẫn để lại tất cả đồ đạc yêu thích của mình ở nhà cũ. Daniel cũng không để lại cho em địa chỉ mới, thậm chí cũng chẳng thông báo việc chuyển đến Florida, dù hai người thường xuyên trò chuyện và đến nhà thăm nhau. Vào tháng 9 năm 2007, Raymond đã quyết định thông báo cho cảnh sát về việc anh trai 61 tuổi của mình đang bị mất tích. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra các cơ sở dữ liệu địa phương để tìm kiếm Daniel, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy anh đã tới Florida. Cảnh sát cũng đã nói chuyện với Loretta. Người phụ nữ này tỏ ra rất hợp tác. Họ đã được phép khám xét ngôi nhà, nhưng dường như không có gì bất thường hoặc đáng nghi ngờ. Cơ quan chức năng đã tìm hiểu lý lịch của Loretta và phát hiện vào khoảng 10 năm trước, cô ta đã bị bắt vì tội tham ô. Loretta đã biển thủ khoảng nửa triệu USD của công ty, nơi mà cô ta đang làm việc. Loretta khẳng định rằng có những người khác đã cùng tham gia và mình chỉ là bia đỡ đạn của họ. Lúc đó, Loretta rất sợ Daniel biết chuyện này. Tuy nhiên, sau đó, tình cảm của Daniel vẫn không thay đổi. Anh thường đến thăm cô trong suốt hơn 2 năm ngồi trong tù. Một người bạn cũng là hàng xóm của Daniel đã nói với cảnh sát rằng
Vào thời điểm Daniel bị mất tích, anh nhận thấy Loretta có vết bẩn trên tay và quần áo khi đang nói chuyện với cô. Ngoài ra, anh còn ngửi thấy một mùi kinh khủng bốc lên từ nhà của họ. Nhưng Loretta khẳng định đó là do một con vật bị chết. Người hàng xóm cũng nhận thấy rằng một dàn lưới bị hỏng gần đây đã được sửa chữa. Tuy nhiên, Loretta vẫn bình tĩnh đưa ra được câu trả lời cho mọi thắc mắc của cảnh sát và giữ nguyên lời khai về việc chồng bỏ đi cùng người phụ nữ khác. Cơ quan chức năng lúc này không có bất kỳ manh mối hay bằng chứng nào cho việc buộc tội và bắt giữ, nên họ không thể làm được gì hơn. Vụ án của Daniel cứ thế mà trở nên bế tắc. Vào năm 2009, khoảng một năm rưỡi kể từ khi Daniel mất tích, thì Loretta đã chính thức đệ đơn ly hôn. Thông báo về việc này đã được đăng tải trên báo chí. Khi phiên tòa diễn ra thì Daniel đã không xuất hiện. Tòa án đã đưa ra phán quyết đồng ý cho Loretta ly hôn. Loretta sau đó đã bán căn nhà của hai vợ chồng ở Mays Landing rồi chuyển đến thành phố Ventnor, New Jersey để được ở gần con gái và em gái. Cũng từ lúc này, Loretta đã cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với con của chồng. Trong nhiều năm sau đó, người thân đã không ngừng tìm kiếm Daniel. Họ đã tìm tới tất cả những người có quen biết để hỏi xem họ có gặp hay nghe tin tức gì về Daniel hay không. Họ cũng dán áp phích tìm người mất tích ở khắp nơi và lập một trang mạng xã hội có tên là Tìm Danny Burroughs. Trong thâm tâm, họ biết điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra, nên trong suốt 6 năm thì họ vẫn không từ bỏ hy vọng. Vào năm 2013, gia đình Daniel đã tiếp tục gửi đơn lên chính quyền địa phương, một đơn vị vừa mới được thành lập, chuyên xem xét các vụ án chưa có lời giải, đã tiếp nhận vụ án và quyết định mở lại cuộc điều tra. Câu chuyện của Loretta rằng Daniel đã bỏ cô để theo người phụ nữ khác chưa bao giờ có ý nghĩa đối với cảnh sát. Các nhân chứng cũng chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe Hummer màu vàng tới nhà để đón Daniel vào năm 2007. Tuy nhiên, cảnh sát lại không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào để chứng minh Loretta đang nói dối. Cơ quan chức năng sau đó đã quyết định điều tra về cái chết của người chồng trước đó của Loretta. Các thành viên trong gia đình và bạn bè thì vẫn luôn nghi ngờ Loretta đã sát hại anh. Hai người dù đã chia tay, nhưng rồi cả hai đã quay lại chỉ khoảng một tuần trước khi anh qua đời bí ẩn. Nguyên nhân cái chết được xác định là do dùng thuốc quá liều và chính Loretta là người đưa cho chồng những viên thuốc ấy. Dù vậy, cô ta cuối cùng đã không bị buộc tội và nhận được một khoản tiền, nhưng không bao giờ đưa bất cứ thứ gì cho các con riêng của chồng. Dù nghi ngờ, nhưng do không tìm thấy thi thể của Daniel, nên cảnh sát không thể truy tố Loretta về tội giết người. Dù vậy, họ đã phát hiện ra một tài liệu ủy quyền có chữ ký của Daniel và trông nó rất giả tạo. Giấy ủy quyền đã được lập vào ngày 12 tháng 6 năm 2007 trước khi Daniel mất tích và do một người bạn của Loretta công chứng. Có vẻ như thứ lớn nhất mà người phụ nữ này theo đuổi đó là ngôi nhà vì nó có giá trị rất lớn. Con riêng của Daniel cho biết vào thời gian trước đây thì Loretta luôn đối xử rất tốt với họ. Tuy nhiên, sau một vài năm, những vết rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện giữa Daniel và Loretta. Trong khi Daniel muốn chuyển đến Florida, nơi mà hai người con của anh đang sinh sống và nghỉ hưu ở đây, thì Loretta lại không đồng ý. Dù vậy, Daniel vẫn kiên quyết giao bán ngôi nhà của mình. Sau khi chồng chết, thì Loretta đã bán ngôi nhà này và bỏ túi toàn bộ số tiền. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2013, lệnh khám xét nhà của Loretta ở thành phố Ventnor và cũng là nơi mà cô ta đang ở cùng với em gái đã được ban hành. Lệnh truy nã cũng đã được đưa ra cùng lúc nên Loretta không có thời gian để tiêu hủy bằng chứng. Nhờ vậy, cơ quan điều tra đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Khi Loretta đang chuẩn bị chuyển nhà lần thứ tư, thì cảnh sát đã xuất hiện trước cửa với một lệnh khám xét. Khuôn mặt của người phụ nữ này dần lộ rõ vẻ lo lắng. Tại một trong những phòng ngủ, thì cảnh sát đã tìm thấy những chiếc hộp đựng đồ lớn đang được bọc túi nhựa ở bên ngoài và xếp chồng lên nhau, chúng đã được giấu kín ở trong tủ quần áo. Họ còn nhìn thấy hạt làm mát không khí và các tấm sấy khô được đặt trên các hộp chứa. Khi chúng được mở ra, thì cảnh sát ngay lập tức ngửi thấy mùi tử thi.
hai hộp này chứa đầy những mảnh xương. Một chiếc hộp khác được bọc trong băng keo và túi nhựa cũng đã được họ tìm thấy. Bên trong nó là túi sách của phụ nữ và chiếc túi này đang chứa một hộp sọ. Cùng lúc đó thì Loretta đang bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát. Cô ta bật khóc, thừa nhận rằng bản thân đã giết chồng và nói là anh ấy vẫn luôn ở bên mình. Theo Loretta, Daniel đang trong tủ ở nhà cô ta. Lúc này, cảnh sát biết chắc rằng họ đã tìm thấy hài cốt của Daniel Burroughs. Loretta sau đó đã kể lại câu chuyện bạo hành gia đình. Cô ta nói rằng bản thân giết chồng chỉ là để tự vệ. Theo Loretta, vào lúc đó thì hai người đã cãi nhau dữ dội. Cô ta đã đi vào bếp lấy một con dao. Loretta khẳng định rằng Daniel khi lao vào để tấn công cô thì không may đã tự đâm mình. Tuy nhiên, cuộc điều tra sâu hơn đã cho thấy rằng đây không phải là tai nạn, mà thực chất Loretta đã đâm chết chồng vào tháng 8 năm 2007. Trong 6 năm, Loretta đã chuyển nhà 3 lần và luôn mang theo những chiếc hộp đựng hài cốt của chồng. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2013, khi người phụ nữ này đang chuẩn bị chuyển nhà lần thứ tư, thì bị cơ quan chức năng phát hiện ra mọi chuyện. Bạn bè và các thành viên trong gia đình nạn nhân đều tin rằng Loretta đã sát hại Daniel vì không muốn chuyển đến Florida, trong khi anh vẫn kiên quyết giao bán ngôi nhà của mình. Sau khi sát hại chồng, thì Loretta đã lên kế hoạch giả mạo chữ ký để bán căn nhà và các tài sản khác của anh. Trước tòa, Loretta đã liên tục thay đổi cảm xúc. Nhà nghiên cứu bệnh học pháp y và nhà nhân chủng học pháp y đều làm chứng về những dấu vết trên xương sườn của nạn nhân. Nó giống với những vết dao đâm và xác định nạn nhân đã chết do bị sát hại. Công tố viên cáo buộc trên thực tế, âm mưu khủng khiếp của Loretta đã bắt đầu từ nhiều tháng trước vụ án mạng. Đầu tháng 6 năm 2007, cô ta đã nhờ luật sư để soạn thảo giấy ủy quyền. Loretta nói với luật sư rằng hai vợ chồng hiện đang giao bán nhà, nhưng Daniel lại sắp rời khỏi thị trấn. Với giấy ủy quyền, Loretta có thể hoàn tất việc mua bán. Công tố viên cho biết rằng Loretta đã giả mạo chữ ký của Daniel ở trên đó. Vào năm 2015, sau 2 giờ nghị án, thì bồi thẩm đoàn đã kết luận Loretta Burroughs phạm tội giết người trong cái chết của chồng. Loretta, lúc này 63 tuổi, đã bị kết án 55 năm tù vì tội giết người và 3 năm tù vì cản trở việc bắt giữ. Cô ta sẽ đủ điều kiện để được tạm tha vào năm 2060 khi bản thân đã sống tới 108 tuổi. Điều này có nghĩa là Loretta gần như phải sống hết quãng đời còn lại của mình ở trong tù. Theo hồ sơ nhà tù, người phụ nữ này vẫn đang bị giam giữ tại cơ sở cải huấn phụ nữ Edna Mahan ở Clinton, New Jersey. Kỳ án về Erin Jones, cái chết bất ngờ của bà mẹ đơn thân sau một buổi đi chơi đêm ở quán bar. Sau một buổi tối đi chơi vui vẻ ở một quán bar, thì chỉ trong vòng vài tiếng sau đó, Erin được tìm thấy là đã chết trên giường ngủ tại nhà của mình. Vậy vì sao người phụ nữ này lại bị sát hại? Kẻ sát nhân thực sự là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ án Thế kỷ. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video này bổ ích, thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Erin Jones là một bà mẹ đơn thân 31 tuổi có hai con và là nhân viên giao dịch ngân hàng ở thành phố Dodge City, bang Kansas, Mỹ. Vào tối thứ Sáu ngày 4 tháng 5 năm 2007, cô và người bạn thân của mình tên là Vanessa Feldman đã lên kế hoạch để đi chơi cùng nhau. Họ đã bắt đầu buổi tối bằng việc đi xem một trận đấu bóng rổ, sau đó là đi ăn uống và cuối cùng là đi khiêu vũ tại một câu lạc bộ ở địa phương. Hai người phụ nữ này đã trở về nhà khi đã quá nửa đêm và tiếp tục hẹn nhau sẽ cùng ăn trưa vào thứ Bảy. Nhưng lời hẹn của hai người đã không bao giờ có thể thực hiện được. Khi Vanessa đến nhà của Erin để đón bạn đi ăn như kế hoạch, thì cô nhận thấy cổng không hề bị khóa và kính bị vỡ ở cạnh cửa. Lo sợ đã có điều không hay xảy ra nên Vanessa đã vội gọi thông báo cho 911. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, thì họ đã tìm thấy Erin đã bị bắn chết ngay trên chiếc giường ở trong phòng ngủ. Mặt của nạn nhân lúc này đang quay ra phía ngoài cửa. Ngôi nhà này không có dấu hiệu bị xáo trộn. Điều này cho thấy rằng vụ nổ súng
khó có thể là kết quả của một vụ cướp bất thành. Thay vào đó, nó giống như một cuộc tấn công có chủ đích. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó đã xác định rằng Erin đã chết vì một phát súng ngay vào đầu. Hình dạng của vết thương chí mạng cho thấy rằng viên đạn đã xuyên qua một vật thể khác, có thể là tấm kính ở cửa, trước khi trúng vào người của nạn nhân. Cảnh sát cũng đưa ra nhận định rằng có vẻ viên đạn này đã được bắn từ một khẩu súng trường có công suất lớn ở sân sau. Người thân và bạn bè của Erin đã vô cùng bàng hoàng. Họ không nghĩ rằng lại có người muốn giết người phụ nữ hiền lành này. Cảnh sát đã lần theo dấu vết của Erin từ tối hôm trước để tìm ra nghi phạm. Trước đó, Erin đã làm quen và thường trò chuyện với một vận động viên bóng rổ tên là Elvin qua một trang mạng xã hội. Elvin chính là người đã đặt vé xem trận đấu bóng rổ vào tối hôm trước cho Erin và bạn thân của cô. Kế hoạch của đôi bạn là sẽ gặp Elvin và vài thành viên của đội bóng tại một quán bar ở địa phương. Nhưng vì quán quá đông, nên Erin và Vanessa phải đến một quán bar khác tên là Central Station. Erin đã nhắn tin để thông báo về việc thay đổi địa điểm cho Elvin. Elvin đã nói rằng bản thân sẽ cố gắng gặp cô sau. Tại quán bar, Erin đã bất ngờ khi nhìn thấy người bạn trai cũ tên là Christopher Taha, 33 tuổi, cũng đang có mặt ở đó. Christopher hiện đang là một cảnh sát địa phương. Hai người đã từng hẹn hò một thời gian ngắn trước khi trải qua cuộc chia tay không mấy tốt đẹp. Khi vô tình chạm mặt nhau thì cả hai đều giữ khoảng cách. Theo Vanessa, Erin sau đó đã khiêu vũ với một người vừa quen khác tên là Jason. Từ lời kể của Vanessa thì các nhà điều tra đã có được 3 cái tên có thể là nghi phạm của vụ án, đó là Elvin, Christopher và Jason. Ngoài ra, họ cũng đã xem xét chồng cũ của nạn nhân tên là David Jones. Erin cũng đã nhắn tin cho chồng cũ vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày hôm đó. Cả hai đều phải trải qua những mâu thuẫn khó khăn trong cuộc hôn nhân. Và cả sau khi ly hôn, nhưng không có báo cáo nào về việc bạo hành gia đình. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, David đã được xóa khỏi danh sách nghi phạm sau khi cảnh sát xác minh được bằng chứng ngoại phạm chắc chắn của anh ta. Các nhà điều tra sau đó đã tiếp tục thẩm vấn những nghi phạm khác. Người tiếp theo chính là Christopher Taha, hiện đang là một sĩ quan cảnh sát địa phương và cũng là người bạn trai cũ của nạn nhân. Khi nghe thông báo về cái chết của người tình cũ thì Christopher đã rơi nước mắt. Anh ta thừa nhận đã nhìn thấy cô từ xa ở quán bar Central Station trước khi rời đi. Christopher đã khai thêm rằng mình đang ngủ trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 6 giờ vào thời điểm xảy ra vụ án mạng. Christopher cũng nói ngoài khẩu súng được cấp để phục vụ công việc thì anh ta còn sở hữu những khẩu súng khác, nhưng không có khẩu nào giống với khẩu súng trường đã được sử dụng để gây án. Cảnh sát sau đó đành chuyển sự chú ý sang Jason. Người đàn ông này thừa nhận rằng bản thân đã có thời gian ở bên cạnh Erin và khiêu vũ cùng với cô tại quán bar. Jason nói rằng mình đang ngủ trong khoảng thời gian mà Erin bị sát hại. Bạn cùng phòng cũng đã xác nhận Jason đã ở nhà từ 3 giờ đến 6 giờ. Vì thế mà người đàn ông này tiếp tục được gạch tên ra khỏi danh sách nghi vấn. Elvin là vận động viên bóng rổ mới quen Erin và cũng là người tiếp theo được cảnh sát xem xét. Sau khi kiểm tra các tin nhắn văn bản và xác nhận nơi ở của Elvin trong thời gian xảy ra vụ án mạng, thì cảnh sát cho rằng người đàn ông này cũng không có khả năng gây án. Loại trừ dần dần các nghi phạm, cuối cùng thì đội điều tra đã quyết định quay trở lại với Christopher. Để đánh giá trạng thái tâm lý của Christopher, cảnh sát đã thẩm vấn những người bạn đã đi cùng với anh ta đến quán bar Central Station vào tối ngày hôm đó. Các nhân chứng đã nói rằng Christopher rõ ràng đã thể hiện sự khó chịu khi thấy Erin khiêu vũ với người đàn ông khác, đó cũng là lý do khiến họ rời khỏi quán bar. Cảnh sát sau đó đã nhận được lệnh khám xét nhà của Christopher. Tại đây, họ đã tìm thấy khẩu súng trường Winchester cỡ nòng 270 đã bị mất chốt. Trước đó, Christopher không hề nói với cơ quan điều tra rằng mình đang có sở hữu một khẩu súng trường như vậy. Vài vỏ đạn đã qua sử dụng cũng được tìm thấy trong thùng rác ở bên ngoài căn hộ. Vanessa Feldman là người bạn thân của nạn nhân, đã tiết lộ Erin từng nói với cô rằng Christopher là người đàn ông thích kiểm soát. Anh ta đã theo dõi Erin
luôn biết cô đang làm gì, ở đâu, hay đang đi cùng ai. Sau khi cặp đôi này chia tay, Christopher đã đột nhập vào nhà của người bạn gái cũ nhờ biết mật mã của Gara. Khi biết được điều này, thì Erin đã rất sợ hãi và phải đổi ngay mật mã. Những manh mối vừa tìm được đã khiến cho các nhà điều tra nghi ngờ về Christopher Taha và tiến hành thẩm vấn anh ta lần thứ hai. Người đàn ông 33 tuổi này sau đó đã phủ nhận mọi sự liên quan tới cái chết của bạn gái cũ, Erin Jones, và đồng ý làm bài kiểm tra nói dối vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, Christopher đã không bao giờ xuất hiện tại đồn cảnh sát như lịch hẹn, và rồi nhanh chóng thì hắn ta đã biến mất bí ẩn. Cùng ngày hôm đó, Christopher đã bị sở cảnh sát thành phố đình chỉ công tác và sau đó là bị sa thải khi có thái độ không hợp tác với cuộc điều tra. Christopher đã làm việc tại sở cảnh sát được hơn 3 năm. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng thì anh ta đang công tác trong đội tuần tra. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2007, một tuần kể từ khi Erin bị bắn chết ngay tại nhà riêng, thì đội tuần tra đường cao tốc Colorado đã nhận được cuộc gọi báo tin rằng họ vừa phát hiện một chiếc xe Hummer 2003 màu đen do Christopher điều khiển. Đây là chiếc xe đã bị đánh cắp ở Denver trước đó. Sau cuộc rượt đuổi ở trên xa lộ liên tiểu bang, thì cơ quan chức năng cuối cùng cũng đã bắt được Christopher. Trong quá trình thẩm vấn, thì người đàn ông này đã thú nhận toàn bộ tội ác. Theo tài liệu tòa án, anh ta khai rằng bản thân đã bị Erin làm tổn thương sau khi cô quyết định chia tay vào vài tuần trước đó. Vào buổi tối định mệnh đó, khi tình cờ gặp Erin trong quán bar và nhìn thấy cô đang ở bên cạnh một người đàn ông khác, thì Christopher đã nổi cơn thịnh nộ. Gã đàn ông này sau đó đã về nhà, rồi thay quần áo tối màu và lấy khẩu súng trường Winchester cỡ nòng 270 để tới thẳng nhà của người bạn gái cũ. Tại đây, Christopher đã bí mật chờ đợi ở bên ngoài và không lâu sau thì người bạn thân đã đưa Erin về nhà rồi nhanh chóng rời đi. Christopher đã khẳng định rằng mục đích ban đầu của anh ta chỉ là dọa Erin. Anh ta đã chĩa súng vào phòng ngủ của Erin và khẩu súng đã tình cờ cướp cò. "Tôi đang định hạ súng xuống nhưng viên đạn lại bất ngờ nổ," Christopher nói. Tuy nhiên, các điều tra viên không tin vào lời khai này bởi Christopher vốn là một cảnh sát và biết cách điều khiển vũ khí. Ngoài ra, anh ta còn biết rõ cách bố trí ở trong ngôi nhà của Erin. Người đàn ông 33 tuổi này đã bị buộc tội sát hại người bạn gái cũ. Bạn thân của nạn nhân cũng đã làm chứng về sự kiểm soát của Christopher đối với Erin. Anh ta luôn theo dõi, thậm chí là đột nhập vào nhà của cô dù cả hai đã chia tay. Vào tháng 9 năm 2008, bồi thẩm đoàn kết luận Christopher phạm tội nổ súng vào một ngôi nhà có người ở và tội giết người cấp độ 1. Anh ta đã bị kết án tù chung thân và không có khả năng được ân xá. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.